Thị trường phụ kiện máy tính Việt Nam mới tiếp nhận thêm một thiết bị khá độc đáo, đó là chuột scan, nghĩa là vừa là chuột máy tính vừa có thể scan văn bản. Và trong phóng sự sau, chúng ta hãy cùng phóng viên bản tin 10 phút cập nhật cùng tìm hiểu và trải nghiệm chuột máy tính có giá gần 2 triệu đồng này. Scan là một công việc khá quen thuộc đối với những nhân viên làm giấy tờ, sổ sách, công văn hay hợp đồng. Công việc nhân viên marketing của chị Thu Mai sống tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như vậy. Trước đây khi máy scan thông thường chỉ có thể đưa ra các định dạng file ảnh, chị phải đánh máy lại các file văn bản khá thủ công. Việc chạy đi chạy lại giữa các máy móc trong văn phòng cũng khiến chị mất khá nhiều thời gian trong ngày. Đó là lý do mà công ty chị đã trang bị riêng cho chị Mai một con chuột máy tính kiêm máy scan mini King Jim có xuất xứ từ Nhật Bản. Cái đặc trưng nổi bật của cái con chuột scan này là tôi thấy nó có thể scan dưới dạng Word và Excel. Thì cái này khá là mới và chưa có một cái máy scan nào có thể làm được như vậy. Cho nên là lúc trước thì tôi hay phải đánh lại những cái văn bản Word và Excel thì rất là mất thời gian. Nhưng mà từ ngày con chuột này thì tôi cảm thấy là công việc của tôi nó thuận tiện hơn rất là nhiều. Đây là một bảng biểu được soạn thảo bằng Excel. Để sử dụng chuột, chị Mai đã cài đặt trước một phần mềm chuyên biệt. Muốn scan, chị nhấn vào nút scan bên trái con chuột để khởi động. Tốc độ quét hình ảnh khá nhanh nhạy. Khi đã nhận dạng đủ bề mặt văn bản, chị ấn thêm nút scan một lần nữa để kết thúc lệnh. File có thể lưu với nhiều định dạng như JPEG, XLS trong Excel, Doc trong Word hay file PDF. Đặc biệt, chuột còn có khả năng ghi nhớ lại những vùng đã quét qua, khiến hình ảnh không thể bị trùng nhau. Nó rất là tiện ích cho những cái doanh nhân hoặc là những người họ cần phải di chuyển nhiều. Mình có thể scan nhanh một cái passport, rồi có thể check-in tại sân bay, hoặc là khi mà mình cần scan một cái dữ liệu nào đó. Mà rất là tiết kiệm thời gian khi mà mình vừa sử dụng như chuột thông thường và chức năng scan. Điểm hạn chế của thiết bị 2 trong 1 này là khả năng nhận dạng phông chữ tiếng Việt có dấu đôi khi vẫn bị lỗi phông. Bên cạnh đó, với 2GB bộ nhớ trong, chuột chỉ scan được file A3, A4 hoặc các khổ giấy nhỏ hơn, chưa scan được khổ giấy lớn. Và thiết bị hỗ trợ chuyên biệt cho Windows 7. Hệ điều hành Windows các đời khác thì phải có sự hỗ trợ cài đặt của nhân viên kỹ thuật mới sử dụng tính năng scan được. Đây không phải là chuột máy tính kiêm máy scan mini duy nhất trên thị trường hiện tại. Trước đó, vào cuối năm 2011, hãng LG đã giới thiệu chuột máy tính LSE100 với cảm biến laser bên dưới, cho phép quét nội dung văn bản thành nhiều định dạng khác nhau, tương tự như chuột máy tính của King Jim. Có thể nói, đây là một hướng đi mới cho máy scan với tính di động cao, biến mọi không gian trở thành văn phòng làm việc.